Ngày 4 tháng 9, đồn biên phòng Hướng Lập, biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cá nhân đơn vị tổ chức hai chương trình Lung linh trăng rằm và Gọi trăng về cho thiếu nhi ở xã Hướng Việt, Hướng Lập, huyện Hướng Hóa và bản A Via, cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào. Mang niềm vui cho gần 800 trẻ em sống ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Trước đó, tại cột mốc 591, cửa khẩu phụ Tà Rùng, xã Hướng Việt, tất cả các em thiếu nhi hai nước được tìm hiểu về cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia. Em Tuân Bua Thông, bản A Via, cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào, chia sẻ. Đây là lần đầu em được vui Tết Trung Thu với các bạn ở Việt Nam. Em rất vui, em và các bạn đều mong sẽ có nhiều dịp được đón Tết Trung Thu ở đây. Hơn 300 suất quà được trao cho các em nhỏ bản A Via, nước bạn Lào và bản Ca Tiên ở Việt Nam, gồm đèn ông sao, kẹo, sữa, bánh Trung Thu. Đây là lần đầu tiên các em nhỏ ở vùng biên giới có dịp cùng nhau vui Tết Trung Thu. Đồng chí Phan Quang Vĩnh, đồn biên phòng Hướng Lập cho biết, thấu hiểu được những khó khăn của các em thiếu nhi khu vực biên giới nên chúng tôi đã kêu gọi các nhà hảo tâm, anh em bạn bè để tổ chức Trung Thu đầm ấm, mong các em gắn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Dịp này, đồn biên phòng Hướng Lập cũng trao nhiều suất học bổng và hơn 450 phần quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn hai xã Hướng Việt và Hướng Lập.